Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của tỉnh Hưng Yên. Được theo dõi sự kiện này qua truyền hình trực tiếp, các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi. Dù được thông báo 8 giờ 30 phút mới bắt đầu diễn ra lễ khai mạc kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, song ngay từ sáng sớm, cán bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên đã vui mừng tới hội trường thành ủy, điểm kết nối, điểm cầu truyền hình trực tuyến để đón xem với niềm vinh dự, tự hào, xa lẫn niềm xúc động. Hôm nay, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng nước về dự sự kiện chính trị quan trọng này, tôi vô cùng phấn khởi và cũng rất tự hào với cái thành tựu kết quả đạt được của Đảng bộ nhân dân Hưng Yên. Gác lại công việc hàng ngày, nhiều gia đình dành thời gian theo dõi buổi tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm, ai cũng cảm thấy vui mừng và tự hào với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh nhà đã đạt được qua các thời kỳ. Qua bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chúng tôi hết sức là phấn khởi. Chúng tôi tin tưởng rằng với ánh sáng của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, cùng với sự thông minh, sáng tạo và truyền thống của người Hưng Yên, chắc chắn rằng những mục tiêu đó sẽ đạt được. Chúng tôi mong rằng lần sau kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh thì chúng ta còn mạnh hơn, giàu hơn và chúng ta đẹp hơn nhiều. Cá nhân tôi nói riêng và bà con nhân dân phố Hiến nói chung rất tự hào là người con của quê hương Hưng Yên. Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi trước các cái thành tựu của tỉnh nhà đạt được. Qua cái theo dõi truyền hình, chúng tôi cũng tiếp cận được tất cả những cái nội dung của cái buổi lễ diễn ra rất là trang trọng và ý nghĩa. Tại các điểm cầu, cán bộ và nhân dân theo dõi sự kiện trọng đại của tỉnh được ôn lại truyền thống của quê hương văn hiến cách mạng, đã khơi dậy trong mỗi người dân tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hơn trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian về dự hội nghị chúng tôi thì vô cùng là phấn khởi. Và xem các cái tư liệu lịch sử thì chúng tôi vô cùng tự hào. Chúng tôi là người Hưng Yên, rõ ràng là Hưng Yên là phát triển rất là mạnh mẽ, rất đúng hướng, định hướng của Đảng và Nhà nước.